Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cậu bé cầm bế trên tay một chú mèo này. Bên cạnh có một ngôi nhà của con mèo. Hãy cùng tô với mình nhé. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cậu bé đang ôm trên tay chú mèo này.
với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.